Từ 3 năm nay, ngoài giờ dạy trên lớp với chuyên môn sinh học, cô giáo này phải dạy thêm cả môn lý và hóa trong môn tích hợp khoa học tự nhiên, theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Để chuẩn bị cho việc đứng lớp được hai môn vốn không phải là chuyên ngành được đào tạo, cô đã phải tự bỏ kinh phí học chứng chỉ khoa học tự nhiên gồm 36 tiết và hàng ngày tìm hiểu, học hỏi, nâng cao chuyên môn để bắt kịp với nghề. Tuy vậy, chất lượng bài giảng cho học sinh vẫn là điều mà cô cảm thấy băn khoăn. Tôi đang chuyên ngành sinh mà chuyển tôi sang dạy lý, dạy hóa thì đương nhiên cái kiến thức trọng tâm, trọng điểm có thể là mình hiểu, nhưng mà để mà giải thích theo đúng cái thuật ngữ chuyên ngành để học sinh hiểu thì nó lại là một vấn đề. Mới bắt đầu dạy như thế thì chắc chắn là sẽ thiệt thòi cho học sinh. Cái thiệt thòi lớn nhất là thiệt thòi cho học sinh. Thiệt thòi giáo viên thì giáo viên có thể tự khắc phục được, nhưng cái thiệt thòi cho cả một thế hệ học sinh thì rất khó khắc phục. Đây là tình cảnh chung của rất nhiều giáo viên đã và đang phải dạy các môn tích hợp ở cấp trung học cơ sở. Theo chương trình giáo dục cũ năm 2006, ở cấp trung học cơ sở có 5 môn học riêng biệt là vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý. Thì chương trình mới năm 2018 yêu cầu tích hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học thành một môn học gọi là khoa học tự nhiên. Tương tự, tích hợp môn lịch sử, địa lý thành một môn học là lịch sử và địa lý. Điều này, theo nhiều giáo viên là quá khiên cưỡng và không thấy ưu điểm, chỉ thấy rắc rối cho việc giảng dạy của giáo viên. Và quan trọng hơn là sự thiệt thòi cho học sinh. Việc tích hợp các môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý còn thực sự còn gặp bất cập khi giáo viên được đào tạo chỉ dạy từng môn. Giải pháp tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy tích hợp cũng chưa thực sự hiệu quả. Thêm vào đó, thì việc yêu cầu giáo viên bồi dưỡng để dạy tích hợp là do thay đổi từ chương trình, thế nhưng lại không có chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên khi tham gia bồi dưỡng các môn này. Nhưng cái vấn đề là khi học cái chứng chỉ đó, cái thời gian học chứng chỉ đó là 3 tháng. Trong khi đó một giáo viên học chuyên ngành của một môn là mất 5 năm cơ. Vậy thêm 2 môn nữa mà chỉ tích hợp trong 3 tháng, như vậy là cưỡi ngựa xem hoa. Tại cuộc gặp gỡ với hơn 1 triệu giáo viên cả nước vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự đồng tình với những nhận định trên và cho rằng đây là điểm mới, điểm khó, điểm vướng, điểm nghẽn trong việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thời gian qua. Đồng thời khẳng định Bộ sẽ xem xét điều chỉnh việc dạy các môn tích hợp trong thời gian ngắn sắp tới. Thì chúng tôi sẽ tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia, cân nhắc kỹ lưỡng và khả năng cao là sẽ đưa ra điều chỉnh trong thời gian sắp tới, tức là điều chỉnh đối với chương trình 2018 ở nội dung môn học tích hợp. Nhưng điều chỉnh như thế nào để nó lại không gây ra những xáo trộn tiếp theo, cũng như là ảnh hưởng đến việc sử dụng đội ngũ giáo viên và những năng lực của giáo viên đã được chuẩn bị trong thời gian vừa qua. Và cái điều chỉnh này nó cũng sẽ thuận lợi hơn và tốt hơn cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước thềm năm học mới, với những ghi nhận và chia sẻ từ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hy vọng những vướng mắc, bất cập trong việc triển khai môn tích hợp ở cấp trung học cơ sở sẽ được tháo gỡ nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo chất lượng đào tạo vì một nền giáo dục phát triển trong tương lai.